Hồi chiều giờ tôi đi kiếm họa sĩ vẻ đẹp đẹp với tôi luôn làm kỷ niệm á. Xong rồi cái tôi vừa mới thấy, ôi vừa ngủ quá thôi dẹp qua để ngủ dậy rồi xong kiếm tiếp. Cái tôi nằm mơ liền luôn. Tôi nằm mơ tôi gửi vô cái note của riêng tôi mà tôi bấm lộn là tham gia server của người ta. Xong rồi tôi bị lộ ặc. À, xong rồi cái người ta gửi một đống tin nhắn, người ta kêu tôi làm gì đây giờ, trời ơi, có biết là tôi ghét bà lâu lắm không? Trời ơi, xong rồi tôi bắt đầu bị spam cái mấy mẹ úp bài lên với mấy trời. Xong rồi cái xong tự nhiên có người kêu đi qua cô láp là nó khách mời trùm lum mít. Trời đất ơi, tôi mới ngủ có 5 phút thôi mà.